Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. À, nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất trên kênh của mình nhé. Thì ở cái video này thì mình chia sẻ đến cho các bạn một cái kèo arop. À, chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ này, chúng ta ăn chia 5.000 cái token mPAD. À, thì mỗi người sẽ nhận được 4 cái token mPAD nhé các bạn và sẽ có 1.000 tài khoản nhận ngẫu nhiên cái 4 cái token này thì cái token này nó đã nít ở trên cái sàn CoinMarketCap uh, market cap và coi gecko thì khi mà chúng ta nhận được cái token này thì chúng ta có thể uh, bán luôn uh, ngay trên ví hoặc là các bạn có thể bán ở trên số uh, app thì cái giá hiện tại của nó là đang 0,009 đô một đồng nhé các bạn giá hiện tại thì nó rất là thấp thì ở đây nó có cái cung cấp cho chúng ta cái mã con chắc thì chúng ta có thể copy cái mã con chắc này chúng ta add và cái token này vào ví nhé các bạn thì mạng BSC thì các bạn có thể add ở trong cái ví chút của hoặc là METAMET đều được Rồi ok thì xin mời các bạn chuyển sang cái phần IROD để chúng ta làm nhiệm vụ nhé Thì ở đây chúng ta bấm nút Start sau đó chúng ta sẽ nhập cái mã CAPTCHA Và ở đây thì chúng ta sẽ bấm vào à, xem lại thông tin và chúng ta bấm vào à, kết nối Ở đây chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group Chúng ta join vào nhóm Telegram Channel à, Tiếp theo chúng ta follow Twitter à, Các bạn bấm theo dõi nhé sau đó thì các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều cho mình. Ở đây chúng ta còn một cái nhiệm vụ nữa đó là chúng ta post cái bài này lại. Ở đây chúng ta bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều và chúng ta bấm này chúng ta comment nhé. Chúng ta comment và tag ba người bạn như mình ở đây. Sau đó các bạn bấm trả lời. Rồi, thì ở đây thì các bạn bấm vào cái nút chia sẻ này các bạn vào đây chúng ta sao chép liên kết tí nữa chúng ta sẽ đưa vào phần nhà nhiệm vụ rồi ở đây thì chúng ta cũng đăng ký roi vào nhóm telegram channel của nhà phân phối kèo iroc thì ở đây mình đã tham gia rồi thì mình sẽ không tham gia lại nữa nha các bạn đó tiếp theo thì các bạn quay trở lại chúng ta follow twitter nhà phân phối kèo iroc nhé sau đó thì các bạn bấm vào submit rồi sau đó thì các bạn bấm đô cho mình nhé ở đây thì chúng ta gửi cái link usulem twitter thì ở đây thì mình sẽ xóa bớt những cái ký tự này đi chúng ta chỉ gửi theo đúng Google theo hướng dẫn này rồi tiếp theo ở đây họ hỏi mình đã tham gia vào cái nhóm iRob này chưa thì mình tham gia rồi nhé rồi, ở đây thì không thế mình bấm nhất rồi tiếp theo yêu cầu mình gửi địa chỉ ví bếp 20 mươi cm trên thì các bạn có thể nảy trên cái ví chút qua nét hoặc là meta đều được Đấy, ở trên cái ví chút thì các bạn chọn cho mình cái đồng BNB nhé cái đồng BNB này các bạn bấm nhận nhé sau đó sao chép địa chỉ này các bạn dán địa chỉ nó vào đây rồi nhiệm vụ như vậy của chúng ta thì đã xong thì ở đây thì các bạn có thể copy cái link này chia sẻ cho bạn bè để làm cái nhiệm vụ và để kiếm thêm những cái đồng token MPAD này nhé các bạn thì các bạn lưu ý cho mình là cái kèo iRob này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2 năm 2022 thì còn chục ngày nữa nó sẽ kết thúc Ok, thì video chia sẻ là đến đây là kết thúc. Nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.